Năm 2020, đồng Bitcoin đã có màn tăng giá ngoạn mục trên thị trường thế giới. Vào tháng 3 năm 2020, một Bitcoin dao động quanh mức 5.800 đô la Mỹ và đồng Bitcoin liên tục tăng giá, tạo đỉnh 40.000 đô la Mỹ vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Sau đó, Bitcoin giảm mạnh về mức 30.000 đô la Mỹ. Nhưng sau thông tin có nhiều tỷ phú đầu tư vào Bitcoin, giá một Bitcoin đã tạo dựng đỉnh 58.000 đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. So với thời điểm tháng 3 năm 2020, một Bitcoin đã tăng giá gần 10 lần trong vòng một năm. Sau đó, giá Bitcoin giảm về quanh mức 50.000 đô la Mỹ, tăng khoảng 44.000 đô la Mỹ một Bitcoin, tạo lợi nhuận khoảng 800% so với tháng 3 năm 2020. Sự tăng giá khủng khiếp của đồng Bitcoin đã khiến nhiều người dân tìm hiểu, tìm cách đầu tư vào các đồng tiền điện tử. Trong 2 tháng đầu năm 2021, ở Việt Nam bắt đầu rộ lên cơn sốt đầu tư vào đồng tiền điện tử Pi. Nguyên nhân chính là đầu tư vào đồng Pi không mất tiền, không tốn điện và mơ ước một ngày nào đó Pi sẽ có giá trị. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có cài ứng dụng Pi Network là chị Linh Chi ở Hàn Đông, Hà Nội đã có thể bắt đầu đào Pi và hoàn toàn không mất bất cứ một chi phí nào. Chỉ cần bật ứng dụng lên và bấm, bấm, bấm là người chơi có thể kiếm được tiền ảo. Chính vì thao tác đào đơn giản, không phải đầu tư máy cấu hình khủng nên rất nhiều người lao vào chơi và trở thành cơn sốt thời gian gần đây. Trên mạng xã hội, vô số các hội nhóm, các video hướng dẫn đào Pi, thành lập đội cùng đào để tăng tốc độ sở hữu đồng tiền ảo này. Tôi thấy ứng dụng đào Pi rất đơn giản. Mỗi ngày tôi mất khoảng 30 giây đến 1 phút để đăng nhập vào ứng dụng này và đào Pi. Tôi có tham gia một số hội nhóm ở trên Facebook để đào Pi cùng mọi người. Tôi hy vọng là một ngày nào đó mình có thể sinh lời từ đồng tiền ảo này. Cách tiếp cận đồng Pi đến mọi người rất là dễ, hoàn toàn khác với tất cả các nền tảng blockchain hiện tại, là bạn chỉ cần tải một ứng dụng về, đăng ký tài khoản, nhập mã giới thiệu, mở lên kích hoạt hàng ngày. Nó thì không giống bất kỳ một phương thức đào tiền ảo nào trên thị trường bây giờ. Chính vì cách tiếp cận như thế nên là người dùng họ cảm thấy là rất là dễ dàng. Người ta chỉ cần mở lên hàng ngày, cứ mở lên một lần để đấy và không phải làm gì khác. Thì chính vì thế nên là cái đồng Pi nó tạo một sự kiểu như là viral khá là nhanh. Mình tham gia Pi là nhờ qua một người bạn giới thiệu. Thì khi mà bắt đầu tham gia thì mình thấy cái app là khá đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần vào điện thoại có một lần và ấn thôi, app nó sẽ tự đào. Và trong cái trường hợp mà nếu mà cái đồng Pi này ra thị trường mà nó có giá trị khoảng từ 200.000 đến 500.000 chẳng hạn, thì sau đấy mình sẽ có một khoản tiền khá là lớn, thì mình cảm thấy rất là ok. Điểm đáng chú ý là nếu như mới đầu tư, tốc độ đào Pi chỉ 0,12 Pi một giờ, tức là khoảng 3 Pi một ngày. Nhưng nếu như mời được người mới cùng tham gia đào Pi, tốc độ đào Pi sẽ nâng cao hẳn lên. Chỉ cần mời thêm khoảng 5 người khác cùng đào Pi, tốc độ đào có thể lên tới 0,44 Pi một giờ, được khoảng hơn 10 Pi một ngày, gấp 3 lần người mới tham gia. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người tham gia kêu gọi bạn bè, người thân cùng đào Pi, khiến cho số lượng người tham gia đào Pi đã vượt trên 13 triệu người trên toàn thế giới. Cơn sốt mang tên đồng Pi đã lan rộng ra rất nhiều địa phương, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh, đi đâu cũng có thể dễ dàng tìm gặp một người có cài đặt để khai thác đồng Pi trên điện thoại. Thậm chí, tại một số nhà hàng, quán ăn tại thành phố, chủ nhà hàng còn đưa ra các hình thức khuyến mại khi khách hàng sử dụng chức năng khai thác tiền Pi trên điện thoại. Giảm 10% nếu là thành viên của Pi Network và Pi Network, giảm 15% nếu cài đặt mới. Những thông tin như thế này được một nhà hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng trên trang cá nhân của mình như một hình thức khuyến mại. Theo chủ nhà hàng, đây cũng là cách để phát triển cộng đồng những người có cùng đam mê khai thác tiền ảo. Mình muốn lan tỏa cộng đồng cho anh em cộng đồng biết là có nơi chấp nhận Pi, có nơi hỗ trợ Pi, hỗ trợ những cái giao dịch. Ví dụ về sau Pi giao dịch mình sẵn sàng chấp nhận là thanh toán Pi. Nhưng hiện giờ chưa giao dịch, tại mình cũng ngay cả một số người chưa có chuyển qua chuyển lại được với nhau giao dịch cái gì đó, thì hiện giờ mình chỉ xác nhận hỗ trợ giao dịch. Còn sau này mình sẽ làm những cái điều tiếp theo khi có thể. Chỉ cần cài đặt, đăng ký ứng dụng,
từ đó khai thác đồng Pi chỉ bằng một cái xác thực là người dùng có thể sở hữu đồng tiền số này và có thể kiếm được tiền trong tương lai. Trước mắt, nhiều người dùng vẫn chưa thấy mình bị mất gì, ngoài một chút thời gian, nên cơn sốt mang tên đồng Pi vẫn đang tiếp tục lan rộng. Các chuyên gia ví von, người tham gia đào các loại tiền ảo giống như hàng ngày đi nhặt sỏi đá về nhà và có thể ước mơ đến ngày nào đó trên thế giới sẽ công nhận sỏi đá có giá trị như vàng, giống như giá trị của Bitcoin hiện giờ. Việc đầu tư vào các đồng tiền điện tử phần lớn đều khá tốn tiền. Người dân phải bỏ tiền ra mua hoặc sử dụng các máy đào với cấu hình khủng tốn tiền điện. Chính vì vậy, ngay sau khi ra đời, tiền điện tử Pi đã được nhiều người quan tâm cài đặt. Điểm nhấn đáng chú ý nhất khiến nhiều người Việt Nam tham gia đào Pi là không tốn tiền mua Pi, được đào Pi miễn phí hàng ngày. Và sau một tháng, bạn có thể sở hữu vài trăm Pi. Giả sử Pi có giá 200.000 đồng như một số trang mạng quảng cáo, người tham gia đào Pi có thể có được vài triệu đồng hàng tháng. Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo việc tham gia đào Pi có thể tồn tại nhiều rủi ro không đáng có. Hiện tại, mã nguồn của đồng tiền này cũng chưa được nhóm phát triển từ Đại học Stanford, Mỹ công khai nên có không ít người hoài nghi về đồng tiền này. Như nền tảng của blockchain thông thường, thì đối với các cái đồng tiền ảo khác thì họ sẽ phải public cái thuật toán để đào tiền ảo. Tuy nhiên là các giới chuyên gia của tiền ảo thì đang cho rằng là Pi đang thiếu đi sự rõ ràng, bởi vì hiện tại thuật toán đào của Pi không được public ra cộng đồng. Vì vậy rất khó để có thể biết được là hiện tại Pi đang dùng phương pháp nào để đào tiền ảo trên các thiết bị của những người tham gia vào cái hệ thống Pi Link này. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Pi Network hiện tại chỉ bao gồm một số ứng dụng di động dùng để đào Pi liên kết với các thành viên, ngoài ra không có chức năng nào khác. Nhưng để có thể giao dịch Pi trong tương lai, người dùng không chỉ phải hoàn tất quá trình xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân, viết tắt là KIC, mà còn bị đòi hỏi rất nhiều quyền trong điện thoại. Ứng dụng Pi đòi quyền truy cập vào danh bạ, kho ảnh và thậm chí là tệp tin. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân người tham gia đào Pi. Cái thông tin cá nhân này có thể ảnh hưởng đến các cái hoạt động giao dịch này, có thể ảnh hưởng đến các cái thông tin mà họ đang nắm giữ. Thứ hai nữa là các cái thông tin nhạy cảm ở trong thiết bị di động của họ cũng sẽ hoàn toàn thuộc về Pi nếu như Pi có hành động sao chép hoặc là nghe lén các dữ liệu đó. Khi mà chúng ta cài Pi, Pi yêu cầu một cái quyền đó là luôn luôn chạy ngầm trong thiết bị của chúng ta. Thì với một ứng dụng không rõ ràng nguồn gốc, thứ hai nữa là luôn luôn được chạy trong thiết bị, thứ ba nữa là nó phát sinh một lưu lượng rất là lớn, thì chúng tôi đang nghi ngại rằng là khi Pi này được cài đặt rất nhiều thiết bị như thế, nó sẽ có thể biến các cái thiết bị đã được cài đặt trở thành một phần của mạng botnet. Và chúng ta có thể biết rằng là botnet sẽ thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Và trong ngành an toàn thông tin thì các cuộc tấn công từ chối dịch vụ gần như bây giờ vẫn chưa có khả năng để chống đỡ. Vì vậy nếu như số lượng cài đặt càng nhiều thì nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ càng lớn và nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến với mạng lưới của an ninh thông tin quốc gia. Một số người tham gia đào Pi cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình để tự đảm bảo an toàn cho bản thân. Hiện tại là khi sử dụng bất kỳ một cái app nào thì đều cần phải cung cấp thông tin cá nhân các thứ. Nếu mà khi mà các bạn lo ngại là mình sẽ bị lộ thông tin ấy, thì như một giải pháp như tôi có thể sử dụng riêng một cái điện thoại thông minh để mình cài cái app Pi đó và mình sử dụng. Thì khi đó thì cái điện thoại này mình sẽ dùng riêng, mình sẽ không có các thông tin cá nhân, cũng không dùng để chuyển khoản ngân hàng ấy. Thì khi đó thì bạn chỉ cần truy cập đào Pi thì đương nhiên thì các thông tin cá nhân của mình sẽ không bị lộ hay là sẽ lò ra bên ngoài để kẻ xấu lợi dụng. Thực tế cũng chứng minh cùng với sự phát triển của tiền điện tử, hàng loạt các chiêu trò lừa đảo về tiền điện tử đã diễn ra trên thế giới. OneCoin có lẽ là một trong những đồng tiền ảo tốn nhiều bút mực nhất của báo chí trong thời gian qua. OneCoin là một công ty có trụ sở tại Bulgaria, được thành lập vào năm 2014 và đến nay vẫn còn hoạt động. Khác với Bitcoin, OneCoin không dựa trên blockchain mà nó tồn tại trên một mạng riêng. Thực tế cho thấy, OneCoin không có cơ chế blockchain thực sự, nên đồng tiền này hoàn toàn có thể phát hành bao nhiêu tùy thích, chứ không chịu sự giới hạn như Bitcoin hay các đồng tiền mã hóa khác.
nên OneCoin đang bị chính công ty làm giá, tạo sự khan hiếm để kích thích người mua bỏ tiền đầu tư vào OneCoin hơn. Ngoài ra, công ty OneCoin trả cho người dùng một khoản hoa hồng khi thuyết phục được người khác mua đồng tiền điện tử OneCoin, mô hình quen thuộc của mạng lưới tiếp thị đa cấp. Người đứng đầu chương trình này có thể kiểm soát nguồn cung và giá tiền điện tử, nhưng họ lại tuyên bố giá cả OneCoin được xác định bởi thị trường. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử và cộng đồng các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số sẽ phải viết lại chân lý. Không ai có thể sánh với chúng ta. Chúng ta có số lượng người sử dụng lớn nhất. Chúng ta là mạng lưới đồng tiền kỹ thuật số dự trữ lớn nhất thế giới. Trong vòng 2 năm tới, sẽ không còn ai nói đến Bitcoin nữa. Bản thân bà Ruja Inatova từng dính líu đến vụ lừa đảo tiền ảo Bitcoin và OneCoin được bà lấy ý tưởng từ chính đồng Bitcoin. Bà trùm này đã mất tích kể từ năm 2017. Hai nhân vật quyền lực khác tại OneCoin là Sebastian Greenwood và Nigel Allen cũng đều có những thành tích lừa đảo lẫy lừng trong quá khứ. Greenwood trước đây từng làm việc cho mô hình lừa đảo Poxin của Unico. Allen, cựu chủ tịch của OneCoin, từng dính líu với các mô hình lừa đảo Ponzi tương tự OneCoin có tên Crypto 888 và Brilliant Carbon. Hiện tại, đồng sáng lập Sebastian Greenwood đã bị dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ sau một hoạt động liên quan tới FBI vào tháng 11 năm 2018. Ngoài ra, Konstantin Inatov, em trai của bà Inatova, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles hồi tháng 3 năm 2019, sau đó đã ký vào một thỏa thuận nhận tội vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, qua đó thừa nhận vai trò của mình trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Hồi cuối năm 2019, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc chương trình này mang về 3,7 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới từ các nạn nhân. Không chỉ tại Mỹ, mạng lưới còn lừa đảo tại nhiều nước khác như Anh, Đức, Phần Lan, Ấn Độ, Trung Quốc. Nhiều nhà chức trách đã cảnh báo về hành vi lừa đảo và đưa ra khuyến cáo cho người dùng về OneCoin, nhưng không ít người vẫn tham gia đầu tư. Bên cạnh tiền điện tử, hiện cũng có nhiều đối tượng chào mời, kêu gọi người dân tham gia đầu tư vào sàn Forex tại Việt Nam, giới thiệu và mời anh tham gia các sàn chứng khoán và ngoại hối Forex với lãi suất cao và cho anh vay tiền để đầu tư. Thì ở bên em thì nó có hỗ trợ đòn bẩy các anh chị là 1/20 cho cổ phiếu, cho hàng hóa là 1/100 và cho Forex là 1/400. Dạo gần đây thì tôi hay nhận được một số cuộc gọi. Thì mặc dù tôi không có nhu cầu và tôi không có hiểu biết gì về cái này. Thì họ bảo là có thể mình ủy thác tiền cho họ để họ đầu tư và mình có thể với một số lãi suất khá là cao. Forex có thể coi như là tên chung của một hình thức đầu tư mà nhà đầu tư sẽ bỏ vốn để giao dịch trên các thị trường nước ngoài như ngoại hối, chứng khoán, vàng, dầu. Tuy nhiên, rủi ro đầu tư sẽ rất cao và không nên tin vào những lời quảng cáo mỹ miều, đầu tư Forex chắc chắn thắng, sinh lời gấp 5, gấp 10 lần vốn bỏ ra. Phần lớn, ngay cả những cán bộ ngân hàng cũng không hầu như không có kiến thức gì về kinh doanh ngoại tệ cả. Chứ đừng nói là đại bộ phận 96 triệu người của chúng ta ngoài kia. Chính vì vậy mà cái việc mà chơi Forex, chơi ngoại tệ, nó là một cái vấn đề mà hết sức là rủi ro. Điểm mấu chốt là hành lang pháp lý cho Forex tại Việt Nam vẫn còn đang bỏ ngỏ. Do vậy, nếu tham gia vào sàn Forex, gặp phải những sàn lừa đảo, thì nhà đầu tư rất dễ bị mất toàn bộ số tiền đầu tư. Đến nay thì Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cấp phép cho bất cứ một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép. Vậy thì khẳng định rằng những cái tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn là không đúng những quy định của pháp luật. Và tất nhiên mà những cái lĩnh vực này, những cái hoạt động này thì phải được xử lý theo những cái quy định của pháp luật. Thế còn đối với người dân thì cũng xin được nói lại là đã là không đúng quy định pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là một cái điều hết sức rủi ro. Và chắc chắn là pháp luật không bảo vệ cho những cái rủi ro đó. Khi đã được cảnh báo và luật pháp cũng đã quy định rất rõ chuyện này. Mặc cho sự cảnh báo của các cơ quan chức năng có vẻ như mức lợi nhuận cao đang đánh trúng tâm lý tham lam của không ít người, do đó thị trường tiền điện tử vẫn phát triển mạnh.
Theo khảo sát người tiêu dùng toàn cầu của Statista năm 2020, Nigeria là quốc gia có độ phổ biến tiền điện tử lớn nhất thế giới, với 32% người được hỏi cho biết đã từng sử dụng hoặc sở hữu tiền điện tử. Đứng thứ 2 và thứ 3 về mức độ phổ biến tiền điện tử lần lượt là Việt Nam và Philippines, với tỷ lệ 21% và 20%. Bất ngờ là các quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Nhật, các chỉ số này là 6,5% và 4%.